Thưa quý vị, tổ công dân tự quản khu nhà trọ là sợi dây gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa công dân, người lao động với tổ chức công đoàn. Và ban điều hành tổ là những người đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng cũng như duy trì sợi dây liên kết này. Hơn 10 năm đảm nhiệm tổ trưởng tổ công dân tự quản số 1, ông Nguyễn Thanh Dũng, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã chiếm trọn lòng tin, sự thương yêu của công dân lao động ngoài tỉnh, khi họ luôn xem ông Dũng như người cha, người chú, qua đó góp phần giúp khu dân cư luôn đoàn kết, an bình, văn minh. Mỗi tuần, ông Nguyễn Thanh Dũng đều đến các phòng trọ thuộc tổ công dân tự quản số 1 để thăm hỏi tình hình, đời sống của công dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của mỗi người. Nếu có khó khăn thì tìm cách giải quyết. Đối với gia đình chị Dương Thị Mai, quê ở Hà Tĩnh, là công dân khu công nghiệp Hòa Khánh, đã gắn bó tại khu nhà trọ khoảng 15 năm, luôn xem ông Dũng như người thân trong gia đình, không chỉ được hỗ trợ tinh thần mà còn vật chất từ những điều nhỏ nhất. Khi nào cũng nói là chú Dũng là số 1. Chú Dũng giống như kiểu người cha, người chú, người vừa là một người tổ trưởng tổ dân phố, một tổ trưởng tổ tự quản, là một người chú cũng như kiểu là giống như chú của mình, giống như cảm giác giống như người thân thiết của mình. Thế chỉ là kêu chú, có vấn đề chỉ là kêu chú hết trơn á, cho nên mình cảm thấy yên tâm. Ví dụ như nhiều khi con bé đi học cũng có ai đón là nhờ chú chờ đi. Đó, nên là ở đây là đúng thiệt là rất cảm ơn. Hiện nay, ông Dũng quản lý hơn 50 chủ nhà trọ với khoảng 300 công dân, chủ yếu là người ngoại tỉnh, để có thể nắm chắc tình hình các phòng trọ, đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Ông thường xuyên làm việc với các chủ nhà trọ và luôn nhận được sự hài lòng và tin tưởng của các chủ nhà trọ. Trong thời gian qua, anh Dũng làm tổ trọ là tôi cảm thấy là rất hài lòng, vì là anh còn năng nổ, biết chiều như mọi người công nhân ở nhà trọ. Thì nói chung ông chạy lên chạy xuống rồi cũng là có gì ông nhắc nhở, rồi qua cả bọn nào kia nói chung cũng có những người nhà rồi thân thiện đó, chứ không có gì. Đặc biệt trong thời điểm thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Dũng đã thường xuyên trích tiền cá nhân để hỗ trợ lương thực thực phẩm cho công dân tại khu nhà trọ. Ngoài ra ông còn tự nguyện giảm tiền thuê trọ nhà mình đến 1 năm, đồng thời vận động hơn 50 chủ nhà trọ hỗ trợ giảm tiền thuê phòng từ 30-50% cho công dân người lao động trong vòng từ 5-7 tháng và tuyên truyền nhắc nhở cho công dân về các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, mọi người đều yên tâm ở nhà phòng dịch, còn khu nhà trọ được đảm bảo an toàn tối đa, tỷ lệ nhiễm dịch ít. Chủ trọ thì cũng có giảm được phòng trọ 300 ngàn một tháng. Cũng rất là vui, cũng giúp thì cũng giúp được một phần nào cũng trong gia đình sinh hoạt đó. Cũng như bao người khác, khi tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Dũng, chúng tôi cảm nhận được ở ông sự hăng hái, nhiệt tình. Mỗi câu nói đều chắc như đinh đóng cột, nói được, làm được. Ông Dũng chia sẻ, bản thân vừa làm tổ trưởng tổ dân phố, vừa làm tổ trưởng tổ công dân tự quản, với nhiều người đến từ các tỉnh thành khác nhau, nên ông luôn bận rộn. Nhưng với ông, trước lạ, sau quen. Trên hết, mục đích duy nhất là muốn dành những điều tốt đẹp cho công dân lao động. Xuất phát từ cái công nhân, tôi hiểu về công nhân, cho nên tôi muốn làm cái tổ tự quản để gần gũi với công nhân hơn, thấu hiểu người lao động hơn, có cái gì hỗ trợ lẫn nhau. Cái tiếng nói của công đoàn nó cũng mạnh, rồi bản thân tôi thì cũng đã từng tham gia công đoàn, rồi cũng đã từng làm công nhân, rất hiểu người công nhân, rất hiểu người lao động. Cho nên tôi tham gia cái vấn đề này để giúp đỡ cho công nhân, đem đến cái quyền lợi, cái ích thực cho công nhân. Ông Dũng cũng chia sẻ, thực lòng với công việc phá tù phà hàng tổng này, nếu còn sức thì ông còn làm, chẳng ngại khó khăn gì, mong muốn phần nào có thể chung tay cùng tổ chức công đoàn, chăm lo tốt cho công dân lao động, qua đó góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố thật sự đáng sống đối với mọi người.